Vâng, kính thưa các quý phụ huynh, các quý thầy cô, các em học sinh yêu quý, nhân dịp đầu xuân mới, buổi sáng đầu tiên khi các thầy cô giáo được nghỉ trong một thời gian ăn Tết theo quy định của nhà nước. Hôm nay các anh thầy các cô tụ tập đông đủ các văn phòng của nhà trường. Lời đầu tiên tên cô giáo kể chuyện xin kính chúc các thầy cô giáo một năm mới sức khỏe dồi dào, công tác tốt để dạy cho các em học sinh, được nhiều học sinh chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, như những điều mà phụ huynh của trường tiểu học Việt Hòa mong muốn, cũng như là tất cả các cô đã các thầy đã dành công sức của mình để dạy dỗ các em trong suốt năm qua. Đang chờ chị Mỹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bảo Ninh. Ninh ơi, Ninh ơi, tin chú già tí. Nên mở cho cô một chút cái bài trường cho học mấy nhiêu. Nhưng mà thấy bộ tôi không biết mở. Chào nam gửi, chào nam gửi. Trong mọi người, trong mọi người, ngồi yên công chúa mọi người đi. Nên mở một qua tí. Không có xong cái chữ này đó. Thế là có xong cái chữ này. Em ơi cho cái Linh nó mở bài trường cho mời mến yêu nhất. Chị quay cái bài đấy cái để nhé. Được rồi. Rồi cho mở đi. Bài ca cháu ơi cho bài karaoke để mọi người nhìn chữ. Giờ mới báo thì tớ đi mất rồi. Cậu không báo trước là tớ đi mất rồi. Đây các cô cô bị sắn cái cây như của cháu ấy. À nhưng mà cái cây thì không di chuyển được. Để, à cầm không di chuyển được hả? Cháu ơi, cháu lấy bài karaoke thì các cô nhìn chữ. Nó có chữ karaoke nữa các. Ở đây có phải karaoke không? Mọi người ơi, hát đi cho nó vào YouTube. Đáng đời thay cùng nông thôn kiểu màu, đạp khu nhà đều các trang sách đẹp, để chúng con học tập mỗi ngày. Phía bên phải vừa xây thêm tầng 3, có bồn hoa cùng khu thư viện, lục vui chơi cũng như khi đọc truyện. Thư viện xanh luôn sạch sẽ cả ngày. Phía bên trái các phòng chức năng cùng khối năm thi đua tập luyện môn thể thao tham gia cấp huyện, luôn quyết tâm giật dài chó chiêng. Sân chữ nhật là được lạt gạch hoa, bạc não công chăm lo dọn dẹp. Suốt ngày thời gian bao kỷ niệm là cái nôi để đào tạo con người, dù con học hay khi đã xa, những ngôi trường vẫn trong ta mãi mãi. Quan lượt chưa, quan lượt nữa. Một lần nữa. Thương tiểu học ngày hôm
xong lớp nào lớp đấy cho học sinh ra kia chụp nhá. Các chị để cho các em phấn khởi vì là đây cũng là cái mà kỷ niệm. Kỷ niệm chứ mà ví dụ như là tới này người ta trồng cây vào nữa thì chúng ta có cái dãy hoa này cũng là rất khó. Đấy nên là chúng ta chụp nhá. Thế là chiều nay thì có đông đủ mọi người thì cũng chụp chạp tí để cho nó phấn khởi. Các ông chị ạ. Đấy, thế thì cũng cảm ơn các đồng chí hôm nay chúng ta đã đông đủ. Thế còn bây giờ thì ban giám hiệu thì phải xuống cùng với đồng chí Nam. Thế để em Viên ấy xuống khai bút ở đền trẻ. Đấy, có mặt ở dưới đấy 8 giờ. Và còn một lần nữa chị các đồng chí nhá. Thì chúng ta mãi mãi tình cảm rồi là chân quý những cái giờ phút này. Bác sĩ ạ. Bác sĩ đã sân năm rồi. Đã sân năm rồi. Nhắc đến đầu mấy tuổi. Em lên bật tiếp đi. Chị ơi, em lên bật tiếp đi tuổi nhá. Vân bật tiếp cho nó cháy. Dạ. Hát tiếp đi. Hãy cùng nóng thôn kiều màu các phú gia đứng đây. Đây cứ đẹp để các học tập mỗi ngày. Mỗi ngày phía bên phải vừa thấy thêm tầng ba có bồn hoa cùng vũ thư viện lục vui chơi cùng như khi đọc truyện thư viện xanh luôn sạch sẽ cả ngày. Vỗ tay đi, vỗ tay mọi người, vỗ tay đi cho nó vào đây, vỗ tay đi, vỗ tay đi cho nó vào đây, năm đi qua gặp vỗ tay cho nó vào đây, thề đau tâm vỗ tay cho nó vào đây. Quân quyết tâm giật dài gió trường. Giật dài gió. Vỗ tay đi, vỗ tay đi. Có bồn hoa và khu thư viện lục vui chơi cũng như khi đọc truyện. Thư viện xanh luôn sạch sẽ cả ngày. Phía bên phải các phòng chức năng cùng khối tâm thi đua tập luyện môn thể thao tham gia cấp huyện luôn quyết tâm giật dài cho trường giật dài cho chân chữ nhật là được lạt gạch hoa bạc nào không chăm lo dọn dẹp không có phòng thư viện có tù tư cho mượn sạch suốt ngày trường này chứa chan bao kỷ niệm là cái nôi để đào tạo con người dù còn học hay khi đã xa những ngôi trường vẫn trong ta mãi mãi dù còn học hay khi đã xa những ngôi trường vẫn ta mãi mãi. Cuối video cô xin kính chúc các quý phụ huynh, kính chúc các quý thầy cô và chúc tất cả các em học sinh yêu quý lời chúc sức khỏe một năm mới an khang thịnh vượng mọi sự như ý.